Nước lũ đã tràn về các cánh đồng ở vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng chính là thời điểm mà nhiều người dân ở vùng lũ có thêm thu nhập nhờ nghề đặt lập cua đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, có nhiều năm hành nghề đặt lập cua đồng cho biết, với hơn 200 cái lợp cua, mỗi ngày bà có thể bắt được khoảng 20 kg cua đồng. Mỗi ký cua đồng có giá bán 18.000 đồng. Một ngày lên đên trên đồng nước, vợ chồng bà có thể mang về thu nhập vài trăm ngàn đồng. Mùa nước nổi hàng năm, người dân dùng đầu nguồn thường bỏ mồi vào trong lợp và đặt trên đồng ruộng để bẫy cua. Hàng ngày, bà con đi thăm lợp cua từ 4 giờ sáng đến khoảng 14 giờ chiều, tùy số lượng lợp đặt nhiều hay ít. Ngoài các dụng cụ bẫy cua mua sẵn ngoài chợ, nhiều người làm nghề lâu năm vẫn tự làm lợp bắt cua để tiết kiệm chi phí.